Tây Lực booster và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây là một điểm tin và bình luận chiều thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Chính phủ Hoa Kỳ vừa mới cho biết là sẽ không tham gia vào những định chế quốc tế khi những định chế này hợp tác với tổ chức WHO, tức là Y tế Thế giới, nhằm mục đích phát minh và phân phối vaccine coronavirus. virus thưa quý vị, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ không thể miễn cưỡng tham dự vào WHO được bởi vì Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích tổ chức WHO là đã thông đồng với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc để che giấu tin tức về đại dịch khi mà coronavirus bùng phát tại thành phố Vũ Hán ở bên Trung Quốc từ cuối năm 2019. Cũng liên quan đến COVID-19 thì cựu thủ tướng của nước Ý là ông Silvio Berlusconi, năm nay 83 tuổi, đã bị dương tính coronavirus và phải tự cô lập y tế ở nhà. Tình hình tại Tây Ban Nha thì ngay tại thủ đô Madrid, rất nhiều um, giáo chức và thầy cô ở trong hiệp hội giáo chức từ Tây Ban Nha hôm nay đã phải tập trung hàng dài và chờ đợi rất nhiều tiếng đồng hồ để xin xét nghiệm coronavirus. Họ rất tức giận vì quy định mới này của chính phủ, vì chính phủ muốn rằng các thầy cô giáo phải xét nghiệm coronavirus và bảo đảm là không bị dương tính trước khi các vị giáo chức này quay trở lại trường giảng dạy lúc mà học sinh vào học, thưa quý vị các vị giáo chức nói với báo chí rằng trước khi họ tập trung tại cái chỗ xét nghiệm đó họ hoàn toàn không bị coronavirus nhưng mà biết đâu chừng sau khi tập trung xong với cái sự đông đảo mà không có giãn cách xã hội như vậy thì họ có thể bị nhiễm coronavirus. Bộ Giáo dục của Uzbekistan vừa mới đưa ra một sáng kiến rất đặc biệt đó là trong vòng 2 tuần lễ sẽ sắp xếp rất nhiều bàn uh, với uh, giãn cách xã hội xa tại những vận động trường khổng lồ tại Uzbekistan để cho 1 triệu 400 ngàn học sinh uh, phải trải qua một, cái cuộc, một cuộc thi tuyển vào đại học kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Trong ngày hôm nay, tôi tức là thứ Tư mùng 2 tháng 9 tính theo giờ tại Uzbekistan, đó vào khoảng vài chục ngàn học sinh, ngồi tại các vận động trường để thi bài thi thử này. Uzbekistan là một nước thuộc khu vực Trung Á và từng thuộc về khối Cộng sản Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh. Và hiện nay có 42.000 người bị lây nhiễm coronavirus, 424 người bị thiệt mạng. Chính phủ Đức vừa lên tiếng cho biết là có đầy đủ bằng chứng rõ rệt không thể chối cãi được là nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng của nước Nga là ông Alexei Navalny, đã bị đầu độc bởi một cái chất độc có tên là Novichok. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng ông Alexei đã, đã bị uh, đầu độc và nằm trong âm mưu sát nhân của phía bên tình báo Nga và bà kêu gọi thế giới cùng đòi hỏi nhà cầm quyền Nga phải trả lời về vấn đề này. Ngay lập tức thì phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin đã uh, chối bỏ tất cả những cái lời cáo buộc của chính phủ Đức. Thưa quý khán giả, ông Alexei Navalny đã bị trúng độc trong một chuyến bay bay từ uh, thủ đô nước uh, thành phố Omsk ở bên Siberia về thủ đô Mạc Tư Khoa. Nhưng mà ông đã phải nằm lại nhà thương tại Omsk sau đó được đưa qua bên Đức chữa trị. Thì bây giờ bác sĩ ở bên Đức nói rằng ông bị đầu độc bởi chất độc Novichok. Đây là một cái loại chất độc mà tình báo của nước Nga đã sử dụng để giết hại một điệp viên của Nga ngày xưa tên là Sergei Skripal. Ông này cùng với đứa con gái đã bị đầu độc vào năm 2018 tại London của nước Anh. Ông Sergei thì sống sót nhưng mà cô con gái thì thiệt mạng. Thưa quý vị, phía bên tình báo Nga thì phủ nhận là không hề dính vào cái âm mưu đầu độc ông Sergei. Liên quan đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ thì hôm nay thứ tư 2 tháng 9, Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden cùng đi vận động tại hai nơi Tổng thống Donald Trump sẽ tới tiểu bang North Carolina, trong khi ông Joe Biden sẽ tới vận động tại tiểu bang Delaware. Tổng thống Trump sẽ đến thăm cái khu vực có tên là Wilmington ở tiểu bang North Carolina để kỷ niệm đúng 75 năm ngày chấm dứt đệ nhị thế chiến. Ông sẽ đến thăm cái khu vực mà có chiếc tàu Battleship North Carolina và vinh danh thành phố Wilmington là thành phố đầu tiên được trao danh hiệu là American World War II Heritage City. Tại đây thì ông cũng sẽ đến thăm uh, cái khu vực đóng tàu nổi tiếng của North Carolina. Đây là một cái khu vực mà đã từng đóng 200 chiến hạm cho quân đội Mỹ. Và những chiến hạm này đã được hạ thủy vào năm 1937 để tham dự vào những cái cuộc tấn công uh, và chiến đấu tại khu vực Thái Bình Dương và từng được các chính phủ của Hoa Kỳ trao tặng 15 huân chương. Trong khi đó, thì ứng cử viên của Đảng Dân chủ là ông Joe Biden thì sẽ có một bài diễn văn tại một thành phố cũng tên là Wilmington nhưng mà không phải tại North Carolina mà là trực thuộc vào tiểu bang Delaware. Ông Joe Biden sẽ được những viên chức tại địa phương thuyết trình cho nghe về những biện pháp an toàn khi các trường học tại Hoa Kỳ sắp sửa mở cửa toàn diện ngoài ra ông Joe Biden dự trù cũng sẽ một uh, có bài phát biểu nói về cái kế hoạch của ông đối với việc uh, uh, chống lại coronavirus giờ phút này vẫn còn lây lan tại nước Mỹ. Vừa giờ là phần tin tức sau đây xin mời quý khán giả theo dõi mục bình luận. Chúng tôi chọn chủ đề mục bình luận ngày hôm nay là những tấm lòng thời đại dịch thưa quý vị. À, trong uh, ngày hôm qua đó uh, kết thúc cái bài bình luận thì chúng tôi có dùng một cái câu ngắn gọn là thật chán để nói về những cái chuyện hiện nay uh, đang uh, diễn ra tại xã hội Mỹ từ bạo loạn cho tới coronavirus cho tới những chuyện lời qua tiếng lại của những vị ứng cử viên tổng thống dân chủ bộ cộng hòa thì uh, từ hôm qua cho tới nay cũng có một số uh, khán giả theo dõi chương trình bình luận uh, viết comment vào và cũng bày tỏ cái tâm trạng thật chán vì hoàn cảnh xã hội Mỹ như vậy. Và sáng ngày hôm nay thì có một cặp vợ chồng tương đối cũng trẻ thôi. Chúng tôi đoán vào khoảng độ trên dưới 50 đến mua sách tại nhà sách từ lực. Chúng tôi tình cờ đứng và có hầu chuyện với cặp vợ chồng đó. Thì hai ông bà cũng tâm sự cho biết rằng có hai đứa con, một cậu con trai và một cô con gái. Cậu con trai thì năm nay 27 tuổi, cô con gái mới có 22 thôi hai đứa con trong nhà theo như lời ông bà kể là người ủng hộ ứng cử viên dân chủ của joe biden của uh, đảng dân chủ còn hai ông bà thì là người ủng hộ hết mực đối với tổng thống donald trump của đảng cộng hòa uh, hai ông bà cho biết là không khí gia đình tự nhiên nó cứ nặng trình trịch uh, sau những trận uh, trao đổi thậm chí dẫn tới hơi to tiếng giữa hai người con và hai ông bà đó thì trong gia đình uh, thỏa thuận với nhau là không nói chuyện chính trị nữa nhưng mà thỉnh thoảng hai ông bà trong lúc mà xem uh, TV Việt Nam hoặc là những nghe những chương trình radio Việt Nam mà có đề cập đến vấn đề tổng thống Donald Trump thì hai người con rất là khó chịu và hai người con vùng vằng thậm chí đi ra khỏi nhà tránh không gặp bố mẹ trong bữa ăn nữa. Cái chuyện đó nó không những xảy ra trong gia đình Việt Nam mà còn xảy ra trong những gia đình Mỹ uh, thậm chí ở uh, những gia đình mà có vị thế cao trong sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ. Uh, chúng tôi đưa thí dụ như là bà Kellyanne Conway là cố vấn cao cấp của tổng thống Donald Trump thì hôm vừa rồi bà nói rằng tháng 9 năm nay này, đầu tháng 9 này này bà sẽ xin rời khỏi vai trò bà đang giữ cố vấn cho tổng bạch ốc và ông chồng của bà là ông George Conway là một người mà chỉ trích tổng thống Donald Trump dữ dội vì ông là một trong những người sáng lập ra cái dự án có tên là Lincoln Project thì ông chồng cũng loan báo rằng rời khỏi cái Lincoln Project luôn. Cả hai vợ chồng nói rằng bây giờ tất cả những cái chuyện bất đồng ý kiến với nhau trong gia đình tạm gác một bên bởi vì những chuyện đó sẽ vẫn tiếp tục còn bất đồng ý kiến nhưng mà phải chăm lo cho bốn đứa con. Và con quay nói rằng bốn đứa con đã sắp sửa vào học trở lại và phải dành hết thời giờ để lo cho các cháu. Nhưng mà một trong bốn đứa con đó thì có một cô gái 15 tuổi rất không đồng ý với bà mẹ bởi vì ủng hộ ông Joe Biden của Đảng Dân chủ. Cho nên cô con gái đã nhiều lần bất đồng một cái cọ với mẹ, thậm chí khó chịu khi mà thấy bà mẹ mình là bà Kellyanne Conway này phát biểu tại đại hội Đảng Cộng hòa tuần trước nữa. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng cái tình trạng mà gọi là thật chán đó nó cũng khá phổ biến ở nước Mỹ. Nhưng mà tôi tôi thấy rằng có rất nhiều điểm tích cực của Hoa Kỳ, những câu chuyện đọc mà mình cảm thấy mình cảm động và những cái thước phim của các phóng viên đi tường trình về những tấm lòng trong cái mùa đại dịch này cảm động lắm không cách nào người làm có thể tường trình hết được nhưng mà hôm nay chúng tôi xin kể hai câu chuyện mà chúng tôi được xem đêm hôm qua qua cái cuộc phỏng vấn của đài truyền hình NBC và sáng nay tiếp tục được xem trên rất nhiều mạng xã hội có viết về những cái tấm lòng này À uh, trường hợp thứ hai là hai cô bé học sinh tại uh, California đã được uh, một cái quỹ GoFundMe uh, uh, vận động cho được một số tiền 130.000 Kim như thế nào. Bây giờ nói về câu chuyện thứ nhất. Ngày hôm thứ tư tuần trước thì trận bão Laura đánh vào hai tiểu bang Louisiana và Texas mạnh kinh khủng, gây ra một cái sức tàn phá ghê gớm ghê lắm. Cho tới đêm hôm qua thì vẫn còn có rất nhiều người chưa có điện, chưa có nước và không biết cách nào để có thể xây dựng lại căn nhà mà hoàn toàn hoang tàn đổ nát như vậy. thì riêng tại Louisiana vào ngày hôm thứ tư tuần trước, thì thưa quý vị có một cái bệnh viện tại Louisiana tên là Lake Charles Louisiana, tức là nằm ở thành phố Lake Charles Louisiana Hospital, trong lúc mà toàn thể nhân viên bệnh viện nhận được một cái lệnh rằng phải di tản bởi vì bão Laura sẽ đánh vào với sức gió lên tới 175 dặm một giờ, mà tất cả nhân viên bệnh viện từ bác sĩ, giám đốc, y tá những người mà lái xe trong bệnh viện đều cảm thấy cái sự hãi hùng của trận trận bão đó bởi vì gió thổi rất mạnh bức tường của chung quanh cái khu vực bệnh viện bị rung lên bần bật nước từ trên trần thì bị đổ xuống bởi vì bị nứt trên trần nhà chảy xuống dưới sàn điện thì bị cúp máy lạnh cũng bị cúp luôn thì nhân viên được lệnh phải di tản hết nhưng có 20 y tá cả nam lẫn nữ quyết định là họ sửa lại Họ nói rằng họ không biết là bây giờ gia đình họ di tản chưa và chạy đi chỗ nào có an toàn hay không. Nhưng mà vì sự an toàn của 19 đứa bé vừa mới chào đời, đang nằm trong cái khu vực cần phải săn sóc đặc biệt, tức là Intensive Care Unit ở cái bệnh viện này, cho nên 20 y tá đó nhất định không đi, ở lại tự thủ. Và thưa quý vị, uh, tin tức của cái này um, truyền hình chưa biết là tại cái bệnh viện Lech um, Chark, là Memorial Hospital ở thành phố Lake Chark đó. 19 em bé vừa mới lọt lòng mẹ thì trong đó có những em phải dùng máy thở bởi vì không thở từ một mình được. Có một số các em chỉ nặng từ 1 tới 2 pound thôi bởi vì sinh thiếu tháng. Có những em sinh chỉ có 23 tháng thôi và phải nằm trong những lồng kiếng thì những y tá này nói rằng trong cái hoàn cảnh mà mọi người đổ xô lên chiếc, những chiếc xe để mà chạy thoát khỏi cái khu vực mà bão sắp đánh vào như vậy làm cách nào di tản các em đi được sinh mạng của các em hoàn toàn không lấy gì bảo đảm được cả họ ở lại và suốt đêm hôm thứ tư cho tới ngày hôm thứ năm có lúc thì nước tiếp tục chảy từ trên trần xuống sức gió phá những cửa sổ máy lạnh không chạy và hệ thống ống nước trong bệnh viện cũng bị vỡ luôn Vậy mà các vị y tá này vẫn ngồi cạnh các uh, trẻ em sơ sinh đó săn sóc cho các em uh, Có những y tá mệt quá, họ phải chia nhau làm hai toán Cái toán làm việc và một cái toán thiếp đi một vài tiếng đồng hồ để hồi sức lại Trong lúc họ phải vật vã với tình hình của thời tiết như vậy, trận bão như vậy Và cái tinh thần căng thẳng vì các trẻ em uh, đang nằm trong những khu vực uh, cần phải săn sóc đặc biệt Một trong những người y tá đó là cô uh, Bosano cô Posano trẻ lắm và cô nói với báo chí sau này sau khi cái vụ này xảy xong thì cô nói với đài truyền hình rằng đêm hôm đó mặc dù căng thẳng như thế mà cô vẫn dùng cái điện thoại cầm tay để mà đưa lên trên mạng Facebook của cô những tin tức cập nhật nhất liên quan đến tên tuổi của từng em bé một trong số 19 cháu bé này mà cô mô tả đó là những thiên thần trẻ nhỏ để cho gia đình của những em bé đó đang giờ phút này không biết ở đâu, đang trốn bao ở đâu hoặc là đang ở nhà yên tâm là các cháu vẫn được săn sóc uh, trong các vòng tay yêu thương của tất cả các y tá đó trải qua một suốt đêm 24 cho tới ngày 25 thì cho tới buổi trưa uh, máy lạnh không chạy nữa hoàn toàn không chạy được nữa uh, cái uh, máy điện riêng của bệnh viện cũng không chạy uh, bệnh viện thì bị sức nóng uh, hệ thống nước bị vỡ cho nên quyết định là tất cả phải đưa các cháu bé đó lên những chiếc xe cứu thương mà phải mang theo giường các cháu này uh, dùng cụ thở này tất cả thuốc men này những cái bịch truyền uh, nước biển vân vân đi lên những chiếc xe để chạy lên cái bệnh viện chính của thành phố um, Lexar thuộc tiểu bang Louisiana thì khi một đoàn người tới nơi đó, thì thưa quý vị uh, cái bệnh viện chính của thành phố Lexar này cũng chỉ có hai cái phòng để chữa trị cho những người cần săn sóc đặc biệt thôi cho nên các bác sĩ phải quy... và y tá tại cái khu vực bệnh viện chính đã quyết định rằng lại chuyển 19 em bé này tới bệnh viện trung ương của tiểu bang Louisiana. Tất cả cái cái lịch cái, 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 cái hành trình di chuyển từ cái bệnh viện ở thành phố Lechard tới cái bệnh viện chính của thành phố đó mất hai tiếng đồng hồ và các y tá phải làm việc cật lực để bảo đảm rằng không có một em bé nào bị xây xát gì cả khi mà đưa lên trên các xe cứu thương để đưa đi chạy như vậy và cảm ơn uh, thượng đế là 19 em bé này đã tới được bệnh viện của tiểu bang Louisiana hoàn toàn bình an uh, cô y tá Bosano nói rằng lúc đó thì cô đã có thể thở phào được và cô nằm vật ra cô ngủ thiếp đi mấy tiếng đồng hồ bởi vì cô yên tâm rằng các thiên thần tuổi trẻ đó trẻ nhỏ đó đã đến được nơi trú an toàn. Đó là những cái uh, tấm lòng của thời đại uh, uh, xảy ra đại dịch ở nước Mỹ và trong những bối cảnh mà đôi khi chúng ta thấy thật chán. Một cái câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn thưa cùng với quý vị là như thế này là có hai em bé thuộc uh, thành phố Salinas ở tiểu bang California hôm vừa rồi uh, ngồi học trước một cái cửa tiệm Taco Bell tức là cái cửa hàng bán thức ăn nhanh, nó nổi tiếng đó. Hai em bé nó ngồi và để hai cái laptop ở trên đầu gối của mình học bởi vì hai em bé đó nhà thì sắp sửa bị đuổi ra khỏi nhà. Vì bố mẹ trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của đại dịch Covid không có khả năng trả tiền nhà nữa và đã nhận được cái giấy thông báo rằng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà rất sớm. Hai em bé đó đã đến học tại Taco Bell bởi vì nhờ, nhờ cái hệ thống wifi của Taco Bell để mà có thể học bài học của trường mà giao cho các em học tại nhà. Thì thưa quý vị đã có người chụp được cái hình đó cho thấy rằng hai em bé ngồi tại cái tiệm Taco Bell ở thành phố Salinas. Trước mặt hai em bé là có hai nhân viên của cái cửa tiệm Taco Bell này, một người đứng và một người quỳ hai cái gối xuống nói chuyện với hai em. Nhưng mà vì cái tuổi của hai em quá nhỏ, cho nên cái người mà đưa hình hai em lên trên mạng Facebook cũng đã phải che cái mặt khuôn mặt của các em lại. Nhưng mà cái ban giám đốc của cái trường Salinas City Elementary School District Họ làm sao đó không biết mà họ nhận diện được hai đứa bé đó Họ tìm cách liên lạc và họ thông báo cho một cô tên là Jackie Lopez Là cái người mà đưa cái tấm hình đó lên trên mạng xã hội Cho biết tên tuổi hai đứa bé học ở đâu Và sau đó cô Jackie Lopez này đã tìm hiểu Thì mới biết là hoàn cảnh rất khó khăn của hai cô bé này khi mà bố mẹ kinh tế thì như vậy không đi làm được bởi vì uh, bị thất nghiệp uh, và sắp sắp sửa bị đuổi nhà thì uh, cô Jackie Lopez đã vận động ở trên mạng xã hội lập ra một cái quỹ GoFundMe và chỉ trong một thời gian chớp nhoáng có mấy ngày thôi tổng số tiền uh, GoFundMe do uh, Jackie Lopez vận động cho hai em bé đã đạt được là 130.000 Mỹ Kim và có thể sẽ có nhiều người tiếp tục đóng nữa uh, Jackie Lopez nói rằng trẻ em nào cũng thế thôi hoàn toàn xứng đáng có những cái nơi trốn để đi học đàng hoàng và hai em bé này cần phải có chỗ xứng đáng như vậy để học hành và đồng thời có nơi an toàn nữa thì với số tiền 130 ngàn đó gia đình các em có thể chi trả được cái tiền nhà để không bị đuổi nhà các em có thể mua được cái hệ thống wifi ở tại nhà thưa quý vị cái học khu tại Salinas City um, cho biết rằng Họ đã được chính phủ của tiểu bang California, do ông thống đốc Newsom lãnh đạo đã cho thiết lập rất nhiều cái khu vực um, hotspot. Chúng tôi tạm dịch là những cái uh, tu điểm để phát tín hiệu cho các máy điện toán đó. Thì um, tại California ngày hôm nay, tại cái học khu mà ở Salinas có 8.500 học sinh và học khu đã cũng đã thiết lập nhiều cái hotspot rồi, nhưng mà không có đủ để mà cung cấp cho toàn bộ cái khu vực của thành phố Salinas. Cho nên có những cái vùng học sinh có computer ở nhà, có máy laptop nhưng mà không có thể vào trong wifi để học bài được. Thì thưa quý vị, California cũng dự trù là sẽ là đặt thêm vào khoảng mấy ngàn cái, cái tụ điểm hotspot đó nữa để mà cung cấp cho học sinh trong lúc mà quyết định của thành phố của tiểu bang là nhiều thành phố sẽ bắt buộc phải để cho học sinh học online ở nhà chứ không tới trường vì cái số lây nhiễm coronavirus vẫn chưa giảm tại những thành phố đó. À, qua những câu chuyện này và chắc có lẽ những ngày sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục à, tìm những cái câu chuyện cho thấy rằng trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối đầu với coronavirus virus à, nước Mỹ cũng à, đang phải đối đầu với tình hình kinh tế ảm đạm, số người thất nghiệp quá cao và cái bối cảnh của một cái cuộc bầu cử gây ra nhiều tranh cãi giữa một bên là Cộng hòa và Dân Chủ nhưng mà trong toàn cái bức tranh mà chúng tôi nói là thật chán thì quả thật có những điều mà làm cho chúng ta cảm động và chúng ta cảm thấy thán phục tất cả những người như cái 20 y tá trong cái bệnh viện ở Louisiana cảm phục cô Jackie Lopez là người chỉ thấy hai tấm hình của hai đứa bé đó thôi mà đi vận động để cho hai đứa bé này có được phương tiện học hành và gia đình không bị đuổi ra khỏi nhà chúng tôi tin một cách tuyệt đối là trên thế giới này nói chung và nước mỹ nói riêng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thế kết thiện sẽ cứu cái ác chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin sáng ngày mai